Má bên này cô nói căng lên rất là nhiều. Và cái râu rồng này nó cũng mờ hẳn đi, căng ra nhìn thấy trẻ trung hơn. Sợi chỉ thiết kế dạng đầu vuông để thắt chặt và tạo các điểm nêu tuyệt vời cho các mô dưới da, hiệu quả ngay sau khi điều trị, giúp cơ mặt được nâng lên, rãnh mũi má cải thiện rõ rệt và săn chắc, giảm thiểu các nếp nhăn vùng mắt. Vừa mới làm xong một bên, cô thấy khác hơn nhiều. Bên này, cái gò má của cô được nâng cao lên và cái râu rồng nó mờ hẳn đi. So với bên đây chưa làm nè, cái râu rồng nó còn hằn sâu nè. Cô thấy cô trẻ đi nhiều. Râu rồng chỗ này cũng cảm thấy nó cũng biến mất rồi nè. Nếp nhăn đuôi mắt cô cũng được cải thiện rất là nhiều, rõ rệt. Má bên này cô thấy căng lên rất là nhiều. So với bên này cô thấy nó đỡ, nó tăng lên thấy rõ ràng luôn á. Trong quá trình làm á, cô cảm thấy nó chỉ châm chích thôi chứ nó không có đau gì hết. Cô nghĩ rằng ai muốn làm đẹp phụ nữ á, cũng đều làm được hết á. Tại vì phương pháp này cô cảm thấy nó không có đau không có gì hết. Đến đây làm thì cô rất là hài lòng vì cô thấy cái rãnh cười bên đây thì nó còn sâu. Bên đây thì nó đã căng ra là mất cái rãnh rồi, nên mình không có còn thấy cái rãnh nữa. Với lại cái bên đây cái nọng nó còn sệ nè, chứ bên đây thì làm rồi thì nó không có còn chảy sệ nữa. Thì làm xong rồi thấy rất là hài lòng, nên cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiệt tình, làm thì nhẹ tay vừa ý. Cảm ơn đội ngũ nhân viên cũng tư vấn rất kỹ trước khi đến làm. Cho nên cái tuổi của mấy cô thì bây giờ đã lớn rồi, thì da mặt ai cũng phải chảy sệ hết, nên ai mà chưa có hài lòng, chưa kiếm được những chỗ nào rất là hài lòng thì cứ một lần mình đến thử cái BB Thanh Mai này mình làm đi thì rất là ok. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực.